Kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng đến với bản tin 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire hôm nay phát biểu tại Bắc Kinh rằng nước ông muốn tiếp cận tốt hơn với thị trường Trung Quốc. Phát biểu trong cuộc báo sau cuộc gặp với các quan chức Trung Quốc, ông Le Maire nói rằng để có mối quan hệ thương mại cân bằng với Trung Quốc, Pháp cần xuất khẩu nhiều hàng hóa hơn sang Trung Quốc, Ông cũng cho biết Pháp đang đi đúng hướng mở đường cho mỹ phẩm Pháp tiếp cận tốt hơn với thị trường Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng ông phản đối ý tưởng các quốc gia tách rời khỏi Trung Quốc. Trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Le Maire đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng nước chủ nhà Hà Lập Phong. Tại đây, ông Hà bày tỏ hy vọng Pháp có thể giúp hạ nhiệt quan hệ giữa Trung Quốc với Liên minh châu Âu-EU. Ông Hà cũng nói Trung Quốc sẵn sàng tăng cơ hợp tác với Pháp trong các lĩnh vực. Báo Japan News hôm nay đưa tin, tình... Hàn Quốc đã yêu cầu Nhật Bản rút lại yêu sách đối với các đảo thuộc quần đảo Takeshima ở tỉnh Shimane mà chính phủ Nhật Bản đã đưa vào sách trắng quốc phòng năm 2023. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đưa ra tuyên bố nêu rõ Seoul phản đối mạnh mẽ các yêu sách phi lý lặp đi lặp lại của Tokyo đối với Takeshima mà Seoul gọi là Dokdo. Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản ngay lập tức rút lại yêu sách này. Chính phủ Hàn Quốc đã triệu phó trưởng cơ quan đại diện Nhật Bản ở Seoul để phản đối. Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đang nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn duy trì lập trường kiên quyết trong vấn đề lãnh thổ. Các nhà lãnh đạo quân sự của Niger hôm qua đã cảnh báo chống lại bất kỳ sự can thiệp vũ trang nào vào nước này. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh hôm nay các nhà lãnh đạo cộng đồng kinh tế Tây Phi, ECOWAS, sẽ có cuộc họp tại Nigeria để quyết định các thành viên gây sức ép bộ quân đội Niger khôi phục hiến pháp. Cộng hòa sát, nước láng giềng phía đông của Niger, không phải là thành viên của ECOWAS, đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm. Tại hội nghị, các nguyên thủ quốc gia của ECOWAS có thể đình chỉ từ các thành viên của Niger, cắt đứt mối liên kết của đất này với ngân hàng trung ương khu vực và thị trường tài chính, cũng như đóng cửa biên giới. Các nhà lãnh đạo Tây Phi cũng có thể lần đầu tiên xem xét can thiệp quân sự để khôi phục chức vụ cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum, người đã bị lật đổ trong cuộc chiến biến hôm thứ Sáu. Bộ trưởng nông nghiệp và cải cách ruộng đất Syria Mohamed Hassan Guatana ngày hôm qua cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã cản trở các nỗ lực chữa cháy rừng đang diễn ra ở tỉnh Latakia thuộc khu vực tây bắc của Syria. Bộ trưởng Guatana nói rằng lệnh cấm vận của Mỹ đối với Syria đặt ra thách thức lớn nhất đối với các nước ông vì Damas cần nguồn năng lượng và nhiên liệu cũng như là máy móc, bể chứa nước và máy bay cứu hỏa. Trước đó, thì trong tháng này, các vụ cháy rừng lớn đã bùng phát ở một số tỉnh của Syria, bao gồm Hama, Latakia và Idlib. Lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được hầu hết các đám cháy, nhưng ở Latakia, cháy rừng đã bùng phát trở lại. Các đội cứu hỏa đã phải chiến đấu với giặc lửa ở nhiều địa điểm trong khu vực. Vâng thưa quý vị, ngày hôm qua, thì các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra ở thủ đô Tel Aviv cùng nhiều thị trấn và thành phố trên khắp Israel để yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu hủy bỏ kế hoạch cải cách tư pháp. Đây là cuộc biểu tình đầu tiên kể từ khi chính phủ Netanyahu thông qua một phần dự luật cải cách tư pháp, nhưng là cuộc biểu tình của tuần thứ 30 liên tiếp để phản đối cuộc cải cách. Hàng trăm ngàn người Israel tham gia biểu tình tại nhiều nơi như Tel Aviv, Tây Jerusalem, Haifa, Rusebi, Hebriza và Rehovot. Những người biểu tình đã chặn một đường cao tốc ở Haifa. Các nhà lãnh đạo phe đối lập cũng tham gia biểu tình ở nhiều vùng khác nhau ở nước này. Nhiều sĩ quan và binh lính quân đội cũng đã tham gia biểu tình. Nhà chức trách Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đỏ về mưa lớn ở thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh lân cận khi cơn bão Doxury bắt đầu quét qua nhiều vùng ở nước này. Hôm nay, ảnh hưởng của bão Doxury được cảm nhận ở phía bắc của Trung Quốc. Sau khi các trận mưa lớn như trút nước đổ xuống khu vực này, các chuyên gia cảnh báo mưa lớn kéo dài có thể gây ra lũ lụt, thậm chí còn nghiêm trọng hơn trận lụt vào tháng 7 năm 2012, vốn làm 79 người thiệt mạng. Truyền thông địa phương cho biết báo động đỏ được đưa ra hôm qua là lần đầu tiên kể từ năm 2011, một cảnh báo về lượng mưa lớn như vậy được đưa ra. Cảnh báo đỏ có hiệu lực từ 20 giờ ngày 29 tháng 7 theo giờ địa phương và bao gồm cả đô thị Thiên Tân, các tỉnh Hà Bắc và Sơn Đông. Bản tin 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.